Rồi chào bác nha, hôm nay giao con Cupra Tang lên 2018 nha bác. Máy của tầm 5 đồng Pháp nha. Máy đã được bảo dưỡng cho bác chủ hết nha bác. Chỉ việc là xuống đồng là chạy thôi. Này, bác chủ đến cửa hàng xe máy trực tiếp nha. Con này gì có dặm cho bác chủ cặp mâm ngoài trước này với cặp mâm ngoài sau. Dặm sơn lại cho nó đẹp xe, cho nó liền. Đầu đèn quá sáng luôn các bác ơi. Này, về tầm 5 đồng Pháp trong ngày luôn. Cupra L 2018 nha, giờ máy cài Cupra đời mới nha bác. Con máy này hai cầu, ta lái trợ lực nha. 2018 là tương ứng là 50 mã lực nha bác. Tạ đầy đủ 3 cục. Về tầm 5 đồng Pháp trong ngày. Các bác nào có cần dòng Cupra L 2018 này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng hiện tại còn rất là nhiều nha bác. Với các dòng máy khác nha, Cupra và Yamaha từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha. Còn xe này rất là đẹp luôn các bác ơi. Này cần ga nè. Màu vàng lấm lánh luôn nha. Này, phần bơm của em nó nè, lầm lành luôn. Ghế ngồi ghế zin nguyên bản của em nó nha bác. Cái dòng Cupra L 2018 này rất là nhiều các bác ưa chuộng nha. 2018 là tưởng là 50 mã lực nha. Này, phần nồi đồ nè. Phần máy nè các bạn. Cầu trước này. Xe rất là đẹp luôn. Này vỏ đầu gai rất là cao luôn, vỏ sau gai cũng rất là đẹp luôn. Ghế là ghế ngồi zin của em nó luôn nha các bác. Đèn đuốc gì lại câu đầy đủ hết rồi. Chưa việc là lên xe. Này, dây chằng này. Dây chằng là cho chủ một cặp dây chằng mới luôn nha. 2018, dòng máy cài Cupra đời mới nha. Các bác nào có cần dòng máy này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng gì Nông Ngư Cơ Hưng Phát nha bác. Địa chỉ ấp Long Thành A, xã Hậu, huyện Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338955972 nha các bác. Lên chị, lên đi. Hai ông bác đến trực tiếp cửa hàng xe máy nha, xem trực tiếp luôn. Rồi ra lên xe nha bác. 2018 nha, máy về 85 Đồng Tháp nha. Về 85 Đồng Tháp trong ngày luôn. Máy rất là đẹp luôn các bác ơi. 2018 nha. 2018 này hiện tại là rất là hot luôn nha các bác. Rất là nhiều các bác ưa chuộng luôn. Hai máy bác chủ nha. Đèn rất là sáng luôn, nhỏ này. Các bác nào có cần dòng Cupra L 2018 này thì hãy trực tiếp cửa hàng nha. Hotline cửa hàng là 0389552 nha các bác. Sao đồ nha bác. Này em với chủ này. Rồi trong ngày luôn các bác ơi. Rồi lên xe, chúc chủ về làm phát tài nha. Máy cài Cupra L 2018 nha bác. Máy về tầm 5 đồng Pháp nha. Về trong ngày cho bác chủ luôn. 2018. 2018 hiện tại cái dòng máy này rất là hot luôn nha các bác. Này máy bác chủ này. Này này cái mùi của em nói nha bác. Rất là đẹp luôn. Này bác chủ này.